nay, việc cho con đi du học và tiếp cận với các nền giáo dục đẳng cấp thế giới, được gặp gỡ và giao lưu với bạn bè trên khắp Nam Châu luôn là mong muốn của các bậc phụ huynh. American Study tự hào là tổ chức tư vấn du học và luyện thi hàng đầu Việt Nam, với sứ mệnh mang đến cho học sinh Việt Nam chương trình học và luyện thi có chất lượng tốt và hiệu quả cao nhất như IELTS, TOEFL, SAT, AP. Với đội ngũ giáo viên đến từ các trường đại học hàng đầu của Mỹ như Đại học Harvard, Đại học Pennsylvania, Đại học Brown, Đại học Northwestern, cùng sự hỗ trợ tận tâm, chuyên nghiệp, American Study đã giúp hàng ngàn bạn học sinh Việt Nam đạt nhiều suất học bổng giá trị và đỗ vào các trường top đầu trên thế giới. I think what is very special about American Study is that it really creates a sense of family and community. So beyond focusing on academic performance, American Study organizes many extracurricular activities. American Study luôn chú trọng vào việc định hướng cho mỗi bạn theo đuổi đam mê cá nhân và xây dựng chiến lược chuẩn bị hồ sơ rõ ràng ngay từ ban đầu. Từ đó giúp các em chinh phục trường đại học mơ ước cũng như có cơ hội được làm việc tại các tập đoàn lớn trên thế giới. Sau quá trình làm hồ sơ ở American Study, mình thấy bản thân mình đã trưởng thành lên rất nhiều, học được rất nhiều bài học mới và đồng thời làm quen được rất nhiều những người bạn cùng chí hướng. Và những cái bài học và những kỹ năng này mình tin là sẽ theo mình trong một quãng đường dài tới để chinh phục những thành công ở trường đại học của mình Davidson College và theo cả cuộc sống sau này nữa. American Study rất trân trọng và biết ơn các quý phụ huynh, các bạn học sinh đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi trong suốt quãng thời gian vừa qua. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cũng như hỗ trợ các em biến mục tiêu du học thành bệ phóng vững chắc cho tương lai.